Tôi hiện là học sinh lớp 12, thế nhưng mỗi khi nhắc về giáo viên dạy toán cấp 2 của mình, tôi thật cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, bởi vì ông ta đích thực là một tên yêu râu xanh đổi lốt giáo viên. Giáo viên dạy toán suốt 4 năm cấp 2 của tôi là thầy Bình, thầy dạy đứng lớp tôi, nên là tôi cùng đám bạn kéo nhau học thêm thầy. Thế mà học đến 4 năm liên tục, có một điều tôi phải công nhận là thầy Bình dạy giỏi, kể cả những đứa học dốt toán như tôi cũng có thể hiểu, dần dần cải thiện điểm số. Tính tình thầy cũng vui vẻ niềm nở tận tình với từng đứa học trò, chính bởi vì thầy rất quan tâm đến học sinh nên ai học qua cũng nhớ đến thầy, cũng có ấn tượng tốt với thầy. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi tôi tiếp xúc với ông ta, là khi ông ta chưa bộc lộ cái bản chất xấu xa đê tiện. Năm lớp 6, lớp 7 tôi vẫn cảm thấy bình thường, tôi chỉ cảm thấy mình là đứa học sinh kém toán hơn những đứa khác nên thuộc diện được quan tâm hơn của thầy. Mọi chuyện dần trở nên có vấn đề khi tôi học lớp 8. Những hành động vốn dĩ có thể được xem là bình thường, nhưng thực chất nó lại là những hành động vô cùng dơ bẩn đối với một đứa chưa đủ tuổi vị thành niên như tôi. Và tôi cũng không hiểu sao bản thân lại thuộc trong những đứa học sinh nữ lọt vào tầm ngắm của ông ta. Có lần tôi cùng đám bạn đạp xe rất nhanh xuống chỗ học thêm là nhà thầy, vì trễ học, người tôi ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi trắng dính hết vào người. Cứ tưởng là ông ta tốt đẹp lắm, cầm quạt tay quạt cho từng đứa lại vừa hỏi thăm thế nhưng tôi lại cảm giác rợn cả người khi ông ta sờ vào cổ của tôi vừa sờ vừa giả bộ lâu mồ hôi lúc đó tôi đã cảm thấy ớn cả người nhưng mà cũng không dám nói gì nhà thầy bố trí ba cái bàn dài từ trên xuống dưới một bên bàn được ép vô tường nên chỉ có thể đi vào bàn từ đầu còn lại Lão ở chỗ là ổng cứ hay đi chen vào những ngứa ngồi tận bên trong cùng để chỉ bài tại sao lại không truyền vỡ lên trên bàn ổng hồi xưa tụi tôi cũng không ai để ý thắc mắc điều đó thế là mỗi lần ông ta đi chen vô trong chỗ ấy của ổng lại đụng vào lưng của tôi tôi đã bắt đầu cảm thấy thật sự có vấn đề từ đó rồi nhưng quả thực lúc đó tôi cũng hiền nên không dám làm quá chuyện lên biết bao nhiêu lần như vậy xảy ra tôi cứ uất ức cho qua chưa kể mỗi lần đi luồn qua phía sau như vậy ổng còn dùng hai tay đặt lên phía trên eo tôi một xíu cụ thể là chạm vào gần ngực nhưng chưa tới đúng là một tên quấy rối kinh tởm một lần lúc tôi cùng đám bạn tụ thành một khóm coi bài, tôi trong tư thế chồm tới trên một cái bàn. Bỗng dưng tôi thấy có ai đó vừa đụng vào mông mình, quay ra sau thì chính là ông ta. Nhưng với vị trí của ông thì tôi đoán là ông đã đá chân vào mông tôi. Và một lần khiến tôi đã có suy nghĩ đến cái chết, đó chính là ông ta đã cố tình chạm tay vào chỗ ấy của tôi một cách khá nhanh. Lúc đó tôi và ông ta đi qua nhau, nhưng không ngờ là ông lại dở trò đồi bãi với tôi như vậy. Tôi ức ức và muốn khóc, nhưng ở tại thời điểm đó, Tôi cũng không thể la lên vì nguyên đám bạn đều ở đó. Về nhà tôi cũng không dám kể cho bố mẹ nghe, vì vốn dĩ tôi cảm thấy chuyện như vậy rất khó để kể ra toàn bộ quá trình. Tôi chỉ biết ấm ức chịu đựng một mình và thậm chí đã suy nghĩ đến cái chết vì cảm thấy bản thân đã bị vấy bẩn. Lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi thôi, thật hận không thể vạch mặt ông ta. Còn ổng thì chắc cảm thấy hả hê vì đã đụng chạm được một đứa dễ bị ức hiếp mà không dám lên tiếng như tôi quả thực lúc đó tôi cũng không dám kể với bạn thân vì sợ chuyện mình bị thầy giải toán đụng chạm như vậy tôi thật sự chẳng có mặt mũi nào giờ nhớ lại tôi thật cảm thấy căm hận ông ta tôi không kính trọng nổi cái loại thầy giáo như vậy chỉ cảm thấy khinh bỉ nếu là tôi của bây giờ tôi nhất định sẽ không để bị ức hiếp như vậy và cũng sẽ bày ra cho mọi người biết được bộ mặt thật của gã đàn ông thối tha đó chỉ là chuyện đó cũng qua lâu rồi tôi cũng sắp tốt nghiệp vốn dĩ tôi cũng sắp quên mất quá khứ dơ bẩn đó Chắc chắn, ngoài tôi bị quấy rối, ông cũng sẽ làm vậy với nhiều em học sinh nhỏ mới, gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, thật mong sớm ngày ông sẽ nhận lấy quả báo vì những việc làm trong quá khứ của mình. Sao mà chuyện tình bạn của thằng anh mấy người lại tuyệt vời vậy? Mà qua tôi nó hãm quá vậy hả? Mà sự hãm này nó lại còn bắt đầu từ thằng anh tôi cơ. Thằng anh tôi có thằng bạn trí cốt tên là Tuấn. Mặt thì cũng chả đẹp đẽ gì đâu. Nhưng mà được cái giàu. Nói chứ nhìn vào tình bạn này tôi đoán chắc luôn là thằng anh tôi được thằng Tuấn cho nhiều thứ. Nên mới thân thôi. Thằng anh tôi được cái ham tiền. Còn lại là méo có tiền đồ gì hết luôn á. Mà tôi nghĩ ổng đã không tử tế với bạn. Thì cũng nên tử tế với đứa em gái này nhưng mà hành động sau đây của đứa mà tôi coi là anh trai ruột khiến tôi không thể ngửi được nổi sau vụ này anh em có khỉ gì nữa là thằng tuấn nó được cái hai vung tiền thoáng cho bạn bè thằng anh tôi không biết là nịnh nọt giỏi như nào mà thành bạn thân thằng tuấn này luôn dần dần tôi mới biết lý do tại sao thằng tuấn lại hay cho đồ xịn thỉnh thoảng còn đưa thằng anh tôi đi ăn ngon đó là thằng tuấn nó thích tôi thằng anh tôi biết chuyện thế là lợi dụng tôi bảo là nếu muốn tán được tôi dễ dàng thì phải chiều ổng xong thằng tuấn nó có tiếc vung tiền đâu thằng anh tôi thích gì là nó chiều nấy mà rõ khổ đi nếu thằng tuấn nó tốt đẹp thì ok tôi cũng không khó chịu về việc thằng anh tôi làm đây thằng tuấn nó phốt đầy ra là một chú đại bàng hay bay khắp nơi tìm nhiều hang động chưa ai mò tới mà đi khám phá kiểu như người ta là nhiều tài lắm tật còn thằng tuấn là nhiều tiền nhiều tật luôn là một chú đại bàng tung cánh thì thôi đi thằng này còn có phốt là cho người ta to bụng rồi vung tiền bắt đối phương làm xẹp nhỏ bụng lại nè mặt đã méo đẹp cái nết còn khó ngửi hơn Chăm ngôn thằng Tuấn là có tiền, thì muốn gì cũng được. Đen đuổi nó lại mê tôi, mà tôi thì dị ứng nhất với cái thằng như này. Gặp thằng này là tôi chỉ muốn cút xéo thật xa, cầu mong cúng vái cho nó đừng có ưa gì mình hết. Ai mà ngờ được? Tôi tình không bằng trời tính. Nó lại đi tương tư, nhìn chúng tôi trong bầy gà non tơ của nó. Mà tôi cũng có đẹp như tiên hay tính cách hiền như bụt đâu. Đụp cái là mặt ưa nhìn, trai đến cũng xương xương. Cái nết tôi thì điêu toa tôi cũng nói những mặt ấy của tôi cho nó luôn và cũng bảo mọi người đi nói xấu tôi nhiều vào bảo cái nết tôi hãm lại bớt cái sự yêu thích của thằng tuấn giùm cái nhưng tôi đã đánh giá thấp cái gu của thằng này rồi nghe mọi người nói về tôi nó lại càng hào hứng nữa mới chết chứ con em thì né không được thằng anh bắt đầu anh em xã hội với thằng tuấn chắc ăn nhiều của thằng tuấn rồi thằng anh tôi bắt đầu kế hoạch giúp thằng tuấn tán tôi Tôi thì không muốn anh mình mất hết mặt mũi Nên khó chịu cũng không nói thẳng Đến khi chỉ có hai đứa thì tôi tổng xỉ vả luôn Anh có phải anh trai của em không vậy Anh có biết thằng Tuấn là loại người như thế nào không Mà anh lại đưa nó về Rồi làm thân với em Rồi gì mà mong hai đứa sẽ có mối quan hệ gì đó trong tương lai Anh nói đủ tỉnh táo không vậy Anh tôi nghe xong thì gãi đầu ngây thơ nói Có gì đâu Mày cứ yêu nó tạm mấy tháng Nó chịu mày hết cỡ luôn á Nó nhiều tiền lắm Mày yêu nó không thiệt đâu cưng Đã vậy tao còn hưởng ké Với lại tao cũng nhận nhiều thứ của nó rồi Tao không giúp không được Chuyện trước đó là quá khứ thôi Yêu tạm thôi mà làm gì căng Giờ mà có cái gì để xem thằng anh ra Không biết trong đầu ổng là có não không Mà mở mồm nói được câu đấy luôn Tôi vẫn bảo ổng lấy đồ thì ổng tự đi mà yêu Chứ trong chuyện này tôi có lợi lộc gì đâu Khôn hồn mà xử lý Tôi cũng báo trước là tôi không có ưa thằng Tuấn Đừng có mà làm chuyện mà tôi khó chịu Không là đừng hỏi sao mà tôi lại ác Thằng anh tôi được cái ngu lại còn vô dụng Con em đã nói vậy rồi thì hiểu đi con người chứ có phải con vật đâu mà nói mãi mà vẫn ngu như vậy thì tài thật. Mới dứt từ hôm qua, hôm nay đã xách thằng đổn lì kia đến nhà. Quá đáng hơn là lúc tôi đi vào phòng, thì thấy thằng Tuấn nó cũng ở trong phòng tôi ngắm nghía cái ảnh hồi nhỏ của tôi. Nhìn thấy người lạ thì tất nhiên tôi khó chịu mà hét lớn lên, rồi đuổi nó ra khỏi phòng. Tôi cũng tìm thằng anh tôi hỏi chuyện, thì nhận lại là câu nói dững dưng. Phòng mày có gì đâu, bạn vào xem có tí mà làm quá. Phòng mày cũng không bằng phòng nó đâu mà giấu. Tôi đúng cạn lời cho một thằng trai lạ đã vậy còn éo tử tế gì vào phòng em mình thằng tuấn còn bảo tôi đáng yêu khi tức giận nữa chứ chuyện này thằng anh tôi tới số với tôi rồi lỡ may thằng điên này nó bỏ camera hay cái gì không an toàn thì ai biết được tối đó tôi thẳng thắn nói vụ này có cái vụ thằng anh cứ gán ghép yêu đương với một thằng như vậy tất nhiên bố mẹ tôi không hài lòng với hành xử của anh tôi hiện tại cũng thấy ổng học cũng dốt bỏ mợ ở nhà cũng chỉ lêu lỏng nên bố mẹ bắt ổng đi du học sang bên kia tự kiếm tiền ăn học cho lớn ra còn tôi tuyên bố luôn là hiện tại tôi không có người anh như ổng, éo ai mang hổ về phòng em mình như vậy Má đọc mấy bài bạn thân anh trai này nọ, sang phía bản thân mà muốn học cái ruột gan. Mọi người ạ, à, nhiều lúc nghĩ đời cũng thật nực cười. Trong khi mình vừa chia tay thì chúng bạn lũ lượt rủ nhau cưới mới tài chứ. Trong khi mình có phải là kén cá chọn canh lắm đâu. Nhưng cứ cái đà tình chỉ đẹp khi tình gian dở thì đúng méo biết đời bao giờ mới được mặc váy cưới. Đấy, xong tới hôm đó thì một chuyện không tưởng xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Ngày trọng đại của bạn mình đến, mình cũng súng xính trong bộ váy xinh đẹp. Nhưng đúng như những gì mà mình dự đoán kiên, người yêu vừa mới cũ của mình cùng dẫn cả bạn gái đi cùng đến đám cưới. Méo hiểu ông trời trêu ngươi thế nào mà ba đứa bọn mình lại ngồi cùng bàn với nhau. Đã thế khi mọi người chăm chú lên sân khấu xem sự xuất hiện của cô dâu chú rể thì ả kia đút hết cho kiên ăn rồi lại nhõng nhẽo cười cờ cố tình làm trò chọc mình. Chuyện bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi ả đàn bà trơ rẻn kia còn cố tình làm đổ nước ngọt lên váy mình nữa. Không thể chịu nổi thêm, mình đứng phát dậy tặng cho cô ta một cái vuốt má trời dáng kèm thêm một tràng chửi lô phi luôn con dung xéo lắm cũng phải quằn chứ rồi có vẻ ả à cũng đỏ mặt bừng phừng vì tức đứng dậy còn định tác động vật lý ngược lại với mình cơ nhưng may mắn thế nào lại có anh trai ngồi cạnh mình từ đầu bữa đến giờ ngăn cản chặn được cái tay của nhỏ đó rồi thì anh cũng kéo mình ra mặc cho mình thì ngơ ngơ ngác ngác tính mình thì bình thường không thích tiếp xúc với người lạ đâu nhưng có thể là do hôm đấy bức bối quá nên khi nghe người kia rủ đi nhậu thì mình cũng ok luôn trong mặt mũi cao ráo sáng sủa tướng tá cũng miễn chê với cả có đi đám cưới bạn mình thì chắc không quá xa lạ đấy vì nghĩ như thế nên mình mới thoải mái trút hết mọi tâm sự từ những ngọt ngào oán hận rồi khóc như mưa bởi cái mối tình dí ra đèo với gã kiên kia Tôi nói thật, ở ngoài kia còn khối gã đàn ông say đắm mà tôi còn chưa ngó ngàng. ấy thế mà người có thì không biết giữ. Năm xưa chắc tôi mù rồi mới đi yêu gã đấy. Khéo hôm nào phải đi khám mắt thôi. Anh đẹp trai kia thì hầu như im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng có đáp lại nhưng vẫn tập trung nghe kỹ lời mình nói không sót một từ. Rồi vì uống quá say, chuyện gì đến cũng sẽ đến men triệu đã khiến mình và anh ta có với nhau tình một đêm sáng hôm sau mình thức dậy trước tiên nhìn cảnh tượng đồ đạc vứt lung tung xung quanh mà ngượng đỏ cả mặt vội vàng mặc quần áo rời khỏi chỗ đấy luôn mình đã nghĩ anh ta cũng sẽ chỉ coi đêm đó như thế thôi mà ai ngờ lại nhắn hoàn toàn khác anh muốn chịu trách nhiệm với em dù anh biết hành động hôm đấy chỉ là vì chúng ta không kiểm soát được bản thân anh biết chỗ làm việc của em rồi đừng trốn tránh anh mình đọc tin nhắn của gã tình một đêm mà bực bội hết sức Ai cần anh ta chịu trách nhiệm? Đàn ông bây giờ đối với mình chỉ để giải trí thôi. Thế là một tháng kể từ đêm định mệnh đấy, mình chẳng mỏi liên hệ của người đàn ông đó. Cũng tự nhủ là sẽ chẳng bao giờ quan tâm kiên thế nào, vì từ giờ mình sẽ sống cho bản thân. Chờ đến cuối tuần này thì tự dưng bố mẹ mình báo lên chơi, chủ yếu là thăm một người bạn lâu năm. Bấy lâu nay mãi công việc rồi yêu đương các thứ, khiến mình quên dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ thấy hối hận vô cùng rồi thì nhìn mình cũng có vẻ không được hoạt bát như xưa nên mẹ cũng đoán duyệt tình yêu của mình với kiên chắc đã đứt đoạn rủ mình đi chơi cho khuây khỏa con chở mẹ đi đến nhà bác nga nha Hồi xưa có ơn với nhà mình đấy hai bác giàu có mà sống tình cảm lắm về chơi với bố mẹ suốt mà mẹ chả lên thăm hai bác được lần này con đi với mẹ cho vui bác cũng hay hỏi thăm tình hình con lắm đấy Ngày hôm sau thì mình cũng đưa mẹ đi như đã hẹn. Người bạn này của mẹ thì thật ra hồi bé mình cũng từng gặp bác mấy lần rồi. Nghe nói chồng có mấy công ty, con cái ổn định. Tiền thì nhiều, giờ chỉ cần tình cảm. Đến ngôi biệt thự cái là hai bà mẹ gặp nhau mừng hơn Tết luôn. Xong bác chợt quay sang nhìn mình cảm thán Lâu lắm bác không gặp. Đợt này lớn mà xinh quá. Này bác hỏi thật, đã có người yêu chưa? Không chê thì làm dâu bác. Thằng Duy nhà bác đang báo động ế đấy. Nhưng mình biết thừa, đó chỉ là sự bông đùa từ câu xã giao thông thường thôi à. Nên cũng hùa vào theo Cháu mẹ mẹ kể anh Duy nhà bác giỏi lắm Sao mà cháu với được à Không với được thì để anh cuối đầu Đúng lúc đấy thì anh Duy đi xuống Trời ơi méo thể ngờ là con bác Nga Bạn mẹ mình với gã đàn ông tình một đêm mình quen ở đám cưới Lại chính là một người Cả buổi hôm đấy sau khi biết được sự thật Mình muốn xịt keo luôn Lòng thật sự nghĩ là nhất định hắn ta cố tình trêu đùa với mình cũng nên Xong Duy lại đọc được điều đó hay sao Sau cái hôm gặp nhau ở nhà của anh Thì anh tìm gặp mình rồi nói rõ ra anh xin lỗi việc anh biết và để ý em từ trước là có thật thậm chí hồi chưa đi du học lần hai nhà gặp nhau anh còn nói thích em nhưng mà em không bận tâm vì lúc đấy em còn mãi làm quân cờ của cái thằng sở khanh kia kìa tiếp cận em hôm đấy là thật muốn giải vay cho em cũng là thật nhưng chuyện kia thật sự anh không cố tình chúng ta đều quá say và đến sáng hôm sau em bỏ về anh mới biết lần này anh không thể để tuột mất em được em đừng cố chấp như vậy nữa hãy cho chúng ta một cơ hội có được không mấy hôm liền từ ngày đó mình cứ suy nghĩ mãi về việc đúng là mình cũng có chút tình cảm với duy nhưng liệu mình có thật sự sẵn sàng để đến với quan hệ mới này hay không cơ mà đúng là nhất cự ly nhì tốc độ duy biết mình sẽ không thể nào có câu trả lời tử tế nên anh cũng chủ động luôn tìm đến tận cửa rồi còn lì lợm mặc kệ mình phản đối anh sẽ không đi nếu em chưa chịu trả lời em mà cứ để anh đợi ở đây anh sẽ nói với hàng xóm anh là con rể của bố mẹ em đấy nhìn lúc đấy anh thật tâm như vậy mình đã tặc lưỡi thử một lần xem sao biết đâu lại được mặc váy cưới và thật sự bất ngờ nè mọi người tuần sau là chúng mình sẽ chính thức tổ chức đám cưới mình cũng có thể ngạo nghễ khoe khoang là sắp trở thành cô dâu rồi đúng là không ngờ tới việc mở lòng lại có thể đem đến kết cục mỹ mãn như thế đấy giờ thì mình mong mọi người ai độc thân cũng sẽ sớm tìm được chân ái này yêu đương vui lắm mà yêu đương đúng người vui một tỷ mình cam đoan hãy yêu nhau nha cả nhà một tay thì cầm đồ ăn sáng tay kia cầm túi rác Kế đó hành động của em còn làm anh ngạc nhiên hơn. Tự mình ném bữa sáng vào thùng rác không chút do dự, xong thang trời thang đất lên, rồi lại nhìn ngó xung quanh để thò tay và nhặt lại cái túi đấy. Kể từ giây phút đó, anh đã nghĩ, cô gái này thật thú vị, em chắc chắn phải là bạn gái của anh. Thôi, anh coi như em chưa hỏi gì đi, anh trả lời xong mà em tăng xong muốn chết rồi đây nè. Thật là một câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên cảm động lòng người. Cảm thì ít, mà muốn động tay động chân thì nhiều nói không ngoài chứ nếu mà người trước mặt không phải là Dũng người yêu, Kim cậu học sinh sắp tới có khả năng sẽ đi thi giải toán quốc gia, đẹp trai nổi danh trong khối, chắc là em đã cho vài phát vào mặt vì cái tội bêu ríu. Hình tượng Dũng trong mắt người khác thế nào thì em không biết, nhưng trong mắt em thì sự vô tri của Dũng là như là lông nách vậy, không bao giờ ngừng mọc. Điển hình là một hôm em vừa hết giờ kiểm tra xong, đang buồn bực vì làm bài không được tốt như phong độ mọi khi thì Dũng nhắn tin rủ đi ăn. Chà Em nghĩ chắc là anh biết hết đây Biết bạn gái không làm bài tốt nên mới rủ đi ăn Chứ nay là ngày trong tuần Hôm sau còn đi học thì ít khi nào dũng rủ lắm Anh còn dẫn em đi ăn gà hẳn hoi Món tủ yêu thích Đĩa gà vừa bưng ra là em ăn ngấu ăn nghiến Dũng còn chua đáo phần em nhiều hơn Còn anh thì chỉ có ăn xương xương một hai cái cánh với đùi thôi Ăn ngon no nê Đang tính diễn vai bạn gái hiền Bạn gái dịu cảm ơn người yêu Thì Dũng chợt bảo em anh đang nghĩ kiếp trước có phải là em có thù oán với bọn gà không? Rồi kiếp này ăn chúng nó rõ lắm, nên giờ con gà nó mới ám vô bài kiểm tra không chừng. Hơi, một con gà hai số phận, một là gà trên đĩa, còn đây á là quả trứng gà trên giấy kiểm tra, đang tính khen người yêu chu đáo, mà kết quả là lời nói chưa tới miệng thì phát ngẹn với Dũng luôn. Tức cái lòng ngực em giận đùng đùng đi về, hết nói nổi với lão người yêu cậy mình học giỏi, xong cứ liên tha liên thiên gì đâu đãi người yêu được bữa gà chữa lành tâm hồn, xong cuối cùng tiện tay xác thêm ít bột ớt, xứng đáng bị em dỗi hẳn tuần cho bỏ ghét. Nãy giờ nói giận thì giận vậy, nhưng cũng có những lúc Dũng biết bảo vệ người yêu theo cái cách riêng lắm. Em vẫn nhớ như in lần gần đây đi mua đồ ăn từ căng thiên về lớp, mới đi ra khỏi cửa thì có một anh lớp trên chạy xoẹt qua rồi đâm sầm vào, bao nhiêu là đồ đạc đang sách bị đổ ra hết. Rõ ràng chính anh ta mới là người đâm vào, vậy mà lại chửi bới em bằng những từ ngữ cực kỳ khó ưa, văn bảy tùm lum đang chuẩn bị sẵn sàng để rap battle đến nơi thì đột nhiên dũng từ đâu xuất hiện đứng chắn ngay trước mặt em cũng là có ăn có học như nhau mà sao lại có người văn minh có người tiến hóa ngược thành động vật đi bằng hai chân thế này làm sai mà còn đi đổ oan cho người khác camera ở đây ghi lại hết rồi đấy ông anh có muốn lên kiểm tra thử xem ông anh sai hay là cô ấy sai không nếu ông mà không xin lỗi bạn gái tôi tử tế tôi cũng không ngại nhờ anh trai tôi kiện anh tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác đâu Ông anh đấy nghe Dũng nói như thế thì chột dạ luôn Im lặng không nói được câu nào nữa Rồi len lén chạy biến Em thì tự dưng sự tập trung lại dồn hết vào câu đằng sau kia Ngơ ngác hỏi Dũng Sao anh bảo em là anh trai anh học kinh doanh mà Ở đâu ra luật sư đấy Lại còn cái gì mà xúc phạm danh dự Tội đó với cái này cũng tính vào được hả Thấy đồng người nên anh kéo em ra gốc kín kín Xong thì Dũng mới hé lộ cho em biết Thì anh chém gió vậy thôi Nhìn thằng kia đô cả cục như thế Em định lao vào solo một một hả rồi thương tích thì bảo anh phải làm sao mà kể cả tội thằng đó nhẹ thì anh cũng sẽ không tha nếu nó còn dám nói cái kiểu đấy chứ đụng đến giới hạn cuối cùng là dở bạo lực với em thì nó chết với anh vẫn nhớ cái ánh mắt bạn trai như té lửa ra lúc đấy em thấy vừa hài vừa cảm động lắm mọi người ờ thì dũng vô tri thật hài hước thì khỏi nói nhưng anh, anh biết bảo vệ bạn gái Điều em nghĩ rất là đáng để mấy ông con trai học hỏi luôn á chứ Nhã vía cho chị em độc thân sẽ có chiếc người yêu mát hiện như anh Dũng của em Đảm bảo bao vui bao mê chữ E kéo dài 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 tại sao chứ Tại sao em ấy lại phân biệt đối xử với tôi như vậy chỉ là cái xịp có hoạt hình thôi mà nhìn cũng đáng yêu mà sao em ấy lại bảo là tắt hướng với tôi tôi và bạn nữ ấy có quen nhau ở một quán bar lúc ấy tôi đi với nhóm bạn cả nhóm đang nhúng nhảy theo nhạc thì thằng bạn bên cạnh mới huýt tay tôi rồi bảo tôi nhìn hướng khác nói nè mày thấy em kia như nào nãy giờ tao thấy em ấy cứ nhìn sang hướng bọn mình đó tao nghi ngờ em ấy có ý với đứa nào trong nhóm bọn mình Tôi cũng nhìn theo hướng thằng bạn chỉ thì đúng thật, cả hai thằng thấy tín hiệu mới đu đưa đi qua mời rượu em mấy mấy ẻm. Tôi đứng bên cạnh em cười một cách thân thiện, em cũng vui vẻ đáp lại. Tôi chủ động hỏi tên em, thì em giới thiệu bản thân tên Chi, năm nay 21 tuổi rồi. Em cũng bảo lần đầu đi bar nên có chút không quen, mà mọi người cũng biết là quán bar âm nhạc nó to kinh khủng. Cả hai cứ phải ghé sát tay nói chuyện qua lại, tưởng bất tiện, nhưng mà nó lại thành cái gì đó mập mờ giữa hai người. Nói chuyện uống rượu một lúc, không khí có chút nóng giữa hai người Em thỉnh thoảng còn chủ động ôm tay Rồi lúc nhảy thì ôm cổ tôi đông đưa theo nhạc nữa Tôi nhìn thấy những hành động này của em thì đùa Nhìn em thành thục như này Mà bảo lần đầu đi ba anh không có dám tin đâu đó Nghe vậy em kiểu e thẹn rồi ghé sát tay tôi nói Tại vì em gặp đúng gu nên em mới mạnh dạn như vậy thôi Tôi thì bị bất ngờ vì em quá thẳng thắn Được gái đẹp, bản bảo bản thân đúng gu tự nhiên cũng thích Thằng bạn tôi thì nó cũng đang trò chuyện với các em khác trong nhóm bạn, còn em thì cứ kéo tay tôi đi dãy đầm. Tôi cả quá trình cứ bảo vệ em, thế là em mới thẹn thùng nói, tuyệt thật ấy, lần đầu đi chỗ này lại có anh đẹp trai bảo vệ thì còn gì bằng. Tôi được cái sĩ gái, vỗ ngực bảo yên tâm của anh ở đây rồi, lúc này nhảy xong cả hai còn làm thêm cốc rượu nữa. Em tôi nhìn thấy khá ngà ngà say rồi thì khuyên, anh nghĩ anh ta chơi như vậy thôi, để anh đưa em về. Cái câu này là thật lòng nha anh em, tôi chính trực thật ấy, Thế là em mới ngã vào người tôi nói Nhưng mà nay mấy đứa bạn em nó ngủ ở chỗ bạn mỗi đứa rồi Chỗ em mở là chung chủ không có mở Thật ra thằng nào nghe cũng tự hiểu thôi Mà tôi lại không muốn thành thằng đàn ông dụ dỗ con gái nhà người ta Nên mới bảo để tôi đưa em tìm cái khách sạn để em ngủ tạm Tôi cũng nhắn thẳng bạn một câu trước khi đưa em về Lúc đến nơi thấy em không vững nên là người đàn ông này đành nhận luôn nhiệm vụ đăng ký phòng, lên được trên phòng đưa em lên giường nghỉ tính là về rồi đó, mà em lẩm bẩm bảo đừng để em một mình, thế là mềm lòng nên bảo bản thân ngủ ở ghế. Cô nam quả nữ trong phòng nó kỳ lắm mọi người, dù không phải lần đầu nhưng là lần đầu nằm cùng phòng với gái lạ mới gặp lần đầu, cảm xúc nó khác lắm. Đang nằm nhìn trần nhà thì tôi thấy em tự nhiên lao lên người tôi hôn tới tóc, tôi hết hồn đẩy em ra hỏi, sao em không ngủ đi, nếu em còn làm như này nữa là anh không nhịn được đâu đấy. Em liền cười quyến rũ nói không cần tôi nhịn. Nói xong em tự động trút bỏ hết mọi thứ và lao vào tôi như một con thú. Một người đàn ông khỏe mạnh hoàn toàn, tất nhiên không thể đứng yên được rồi. Tôi liền đáp lại em một cách nhiệt tình. Hai người bắt đầu trên giường một cách nóng bỏng. Đến đoạn tôi cởi bỏ thì em mới nhìn xuống đứng hình. Gì đây? Quần Doraemon hả? Tôi nghe vậy giật mình nhìn xuống thì vỡ lẽ là lúc tối mới mang quần hoạt hình Doraemon mặc lên. Tại có nghĩ là được gái lột đồ đâu mà nhận ra. Có hơi xấu hổ, nhưng mà chuyện này chắc không ảnh hưởng gì đến không khí đâu. Thì em nhăn mặt bảo, thôi làm ăn gì nữa. Nhìn cái quần anh tắt hết cả hứng, lửa đang cháy bị dập tắt bởi nụ cười của Doraemon rồi. Đã cởi đến đấy rồi mà còn không làm ăn gì hết á. Nói xong em mặc lại quần áo, tôi mới níu bảo chỉ cần cởi ra là được có sao đâu. Thì em hất tay bảo tôi trẩu tre, mặc cái quần cũng không sexy nổi, không có hứng được nữa. Thế là em bỏ tôi một mình ở khách sạn với cái quần này. Nhìn đi nhìn lại thấy cũng đáng yêu mà em chê dữ vậy. Mặc quần hoạt hình là sai hả mọi người? Cái đồ bất hiếu. Em mày cần tiền thì cho nó đi. Lời bố mẹ truột mày mà mày cũng không nghe là chúng tao sinh ra mày đó. Đây là lời nói thốt ra từ người mà tôi gọi là bố mẹ. Nhưng lại vứt bỏ tôi ở trong chùa ngay từ khi tôi mới lên 10 tuổi. Tôi tên Trang, năm nay 30 tuổi. Tôi có nhà, có xe ở Hà Nội cuộc sống cũng coi như khá giả. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ mong muốn được như tôi. Nhưng đâu ai biết tôi có một tuổi thơ đầy bất hạnh. Tôi sinh ra trong gia đình không mấy khá giả. Bố thì cờ bạc rượu chè, mẹ thì dâm hôm lại xích mít với những người ngoài chợ vì tranh nhau chỗ ngồi. Dưới tôi còn có một đứa em trai, bố mẹ cưng chiều nó lắm. Cái gì tốt nhất cũng đều cho nó. Cũng vì vậy mà nó sinh ra kiêu căng, ngạo mạn không coi ai ra gì. Do cuộc sống thiếu thốn mà tôi đã phải cùng mẹ đi ra ngoài kiếm sống từ nhỏ, cũng chẳng được đi học như những bạn cùng trang lứa. Thỉnh thoảng tôi lại phải chịu đôi ba trận đánh từ người bố mỗi khi ông về nhà trong tình trạng say xỉn. Có lẽ tôi là chỗ để ông trút những cơn giận mà ông đã gặp phải ở ngoài xã hội. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn đến khi tôi 10 tuổi. Và một ngày lễ bố mẹ tôi dẫn tôi cùng với em trai lên chùa. Tôi chỉ đơn giản nghĩ hôm nay là ngày lễ nên lên chùa thắp hương nhưng mà đến khi mọi nghi lễ hoàn tất thì bố tôi nhìn xuống nói với tôi bằng giọng lạnh lẽo từ giờ đây là nhà của mày cái gia đình này không có tiền để nuôi mày nữa còn phải lo cho em mày ăn học từ giờ coi như tao chưa từng có đứa con là mày mày cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn về vì tao đã chuyển nơi nơi khác rồi nói xong gia đình ba người không thèm nhìn tôi lấy một cái mà rời đi ngay tôi biết tôi đã bị bỏ rơi và cũng không có cách nào khác ngoài việc ở lại chùa có lẽ ông trời vẫn thương xót tôi Sống ở chùa tôi được đi học, được ăn no hơn, được các sư thầy yêu thương quý mến. Do được đi học mà tôi tiếp thu được rất nhiều điều, cũng được nhiều người giúp đỡ. Vì vậy mà cuộc sống tôi càng trở nên tốt hơn. Đến đây tôi làm chủ được chủ nhà hàng tại Hà Nội, có nhà, có xe, cuộc sống sung túc. Nhưng không ngờ đến, tôi vẫn có thể gặp lại cái gia đình đã vứt bỏ tôi ngày xưa. Hôm đấy khi tôi đi làm về, thì thấy trước cửa nhà có người đứng. Từ trên xe bước xuống tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ ruột cùng đứa em trai đang đứng đợi. Họ nhìn thấy tôi thì chạy vội lại nói Lâu rồi không gặp con Nhờ có bố mẹ như ta Để con ở lại chùa nên con mới được như vậy Giờ con giàu có rồi Cũng nên phụng dưỡng cha mẹ già này chứ Tôi vẫn mời họ vào nhà Coi như là tôi làm tròn chữ hiếu Khi vào nhà họ tắm tắt khen ngợi tôi Rồi bảo tôi mai họ sẽ chuyển vào ở Vì đấy là việc mà một đứa con cần làm Tôi cũng không phản đối Vì dù gì họ cũng sinh ra tôi Cũng nuôi tôi 10 năm trời từ khi họ chuyển vào, cuộc sống tôi như bị đảo lộn, họ ăn tiêu hoang phí, khi hết thì lại tìm tôi đòi tiền, khi tôi bảo không có thì lại la lối chửi rủa tôi, điều kinh khủng hơn là đồ đạc giá trị trong nhà tôi cũng dần mất đi, ngay cả tiền trong phòng ngủ cũng không cánh mà bay. Tôi nghi trong nhà có người lén trộm nên đã lắp camera trong phòng, tôi nghĩ nếu như bọn họ không để tôi yên thì cũng đừng nghĩ đến chuyện yên ổn. Vào một hôm khi về nhà để lấy tiền, thì tôi phát hiện số tiền 500 triệu trong tủ đã bị mất. Tôi tập hợp bọn họ lại để hỏi, thì cả bố mẹ lẫn em trai ai cũng phủ nhận rằng không biết. Tôi nghe xong còn cười khẩy, nói với bọn họ là để tôi báo công an giải quyết. Nghe đến công an, cả ba người bọn họ mặt tay mét, rồi em tôi lên tiếng là tôi lấy đấy. Như vậy thì đã sao? Chỉ nhiều tiền như vậy chút tiền đó có là gì? Không phải số tiền của chị đều là của gia đình này sao? Tôi đáp lại ngay, tiền cũng đâu phải tự sinh ra. Các người tiêu xài như vậy còn thấy ít hả? Dù sao tôi cũng báo công an để họ giải quyết. Bố tôi nghe xong liền xong tới tác tôi rồi chửi rủa Cái đồ bất hiếu nhà mày. Sao tôi lại sinh ra cái đứa như mày? Nó là em trai mày thì lấy tiền của mày có gì sai. Tài sản của mày cũng là của nó. Tao là bố ruột mày nói gì thì mày phải nghe đấy. Giờ công an tới mày phải bảo là nhầm lẫn, biết chưa? Tôi nào có ngu mà nghe bọn họ. Khi công an tới tôi đã gửi tất cả bằng chứng mà camera quay được. Em trai bị công an đưa đi, giờ phút này bố mẹ tôi không còn ngang ngược như vừa nãy mà dịu giọng nịnh ngọt mẹ to lên tiếng em con có lỡ thì bỏ qua cho nó con đi bảo lãnh nó ra đi coi như chưa có chuyện gì đừng vì tiền mà đánh mất tình thân đến giờ bọn họ cũng chỉ nghĩ đến con trai họ chưa từng để tôi vào mắt tôi chỉ đưa cho họ một số tiền đủ sống đến lúc họ mất rồi bảo hai người đừng xin gì nữa tôi sẽ kiện nó đến cùng hai người chưa bao giờ coi tôi là người thân vứt bỏ tôi thì cũng đừng có lấy tình thân ra trói buộc đạo đức với tôi. Hai người cầm lấy số tiền này, coi như là tôi đã tận hiếu rồi, đừng tìm đến tôi nữa. Nói xong tôi quay vào nhà đóng chặt cửa lại, để hai người họ lại bên ngoài. Bọn họ đã dùng số tiền tôi đưa để đi bảo lãnh cho đứa con trai yêu quý của họ, nhưng không được. Mất trắng tiền, giờ ngay cả nhà cũng không có để về, vì họ đã bán đi ngay khi vừa chuyển vào nhà tôi em trai tôi thì bị phạt cải tạo vài năm một cái kết xứng đáng cho những con người tự nhân danh tình thân nhưng lại không có một tí gì là tình người có những người làm bố làm mẹ nhưng lại không xứng với cái danh vị cao cả đó ông trời cũng thật công bằng cho những người có số phận bất hạnh như tôi Trời các cháu bây giờ lớn nhanh quá mấy ông ha Chỉ là cách đây vài hôm nè Tôi đi date với một cháu 2K6 Cháu nhìn giao diện thôi đã thấy khá là nghịch ngợm à, Mồm thì hút pot Tóc à, tẩy cháy khét lẹt luôn Đứng ngang ngã tư đợi mà tính nhìn từ xa thôi á Tôi cũng không thể nào nhận làm cháu nó được luôn á nha Nói sơn tí thì tôi cũng vừa sang U30 những lần thất tình trước đã làm tôi chả thiết thai yêu đương gì nữa đâu rồi thằng bạn thân chí cốt nó mới khuyên là hòa nhập lại với cộng đồng đi ba dù gì thì cũng già đến nơi mẹ nó rồi nó mới bày cho tôi cái áp hẹn hò thì tôi cũng nghe lời xúi dục của nó mà ve quẹt cái kiểu gì trúng ngang nhỏ cháu mới lớn trong cũng xinh ấn <laughs> tượng ban đầu thì gặp cháu nó là khá là trẻ trâu vừa mới leo lên xe nó đã khen tôi thơm tho các thứ các thứ làm tôi cũng thấy khá thú vị nha ban đầu chúng tôi hẹn nhau đi ăn mà vừa gặp á, thì cháu bảo là chưa đói cho nên kiếm chỗ mà chơi trước cái đã tháng vậy á tôi phong bà chở thẳng đến quán bị vì cũng lâu rồi chưa được cầm vào gãy đấy tôi quên không hỏi là nó có biết chơi không mà đến cửa quán thì tự động nó leo xuống nhếch mép cười nhìn tôi tôi thì không phải là cơ thủ cỡ đi đấu giải rồi đâu nha mà để nói là chơi với anh em bạn bè đồng nghiệp thì tôi chưa ngán một ai đâu vì mà chơi với cháu nó một hồi á tôi bị cho ăn hành sắp mặt trời ơi cháu đứng xoa xoa cái lơ cả buổi luôn không trúng phát nào thì ôi thôi ăn hành đủ chán <laughs> tôi rủ cháu đi xem phim cháu bảo phim nào cũng đã xem hết trơn rồi Tôi hỏi là cháu thích đi đâu Thì cứ cười tủm tỉm rồi bảo là muốn đi đâu cũng được Thì cái đường sáng Sài Gòn mùa này nóng thấy bà Cho nên tôi trở thẳng về nhà và nấu cho cháu đĩa risotto chuẩn Italia <laughs> Trước khi làm kinh doanh á Thì tôi từng làm đầu bếp trong môi trường chuyên nghiệp Cho nên á, món ăn tôi thường trang trí hài hòa Và chỉnh chu từ hương vị cho đến thẩm mỹ nha quý vị Vừa mang cái đĩa ra, cháu đã khen tôi khéo tay các thứ rồi đó Khiến tôi cũng thấy vui vui nha rót cho con bé thêm tí rượu vàng để hợp với món ăn đã bày. Nhìn con bé thưởng thức mà tôi cứ tưởng là cháu chín dưới quê mới lên chơi không có mấy ba. Trời ơi, xong tôi mở Netflix cho cháu vừa nhâm nhi, vừa xem Doraemon, rồi tôi ra vườn để tưới uh, tứ cây. Thỉnh thoảng ngó qua ưu kính, thấy cháu vừa ăn vừa mãi mê xem phim. Tôi nghĩ không biết là mình đang trông trẻ hay là đang đi date nữa đó trời. Tại trong cháu nó khá lùng, tầm mét rưỡi thôi, còn tôi thì cao mét bảy tám lận. Ăn mặc thì rộng thùng tình, quần áo cứ trộn vào nhau là rách rưới nữa chứ mà bù lại mặt cháu nó xinh nha đôi mắt to tròn vẫn còn nét hồn nhiên mà không nghe thơ cho lắm đâu tính cách cháu cũng thân thiện không đề phòng người lạ hỏi ăn gì cũng ăn đợi nó ăn xong á rồi tôi gọt trái cây cho nó tráng miệng đang loay hoay gọt trái cây dưới bếp thì cháu nó bất ngờ vòng tay ôm tôi sau lưng bảo chứ chú nhanh lên đi lại xem phim với em nè trời cha hiểu sao nghe vừa bằng chú cái thấy nó vừa đúng đúng mà nó cũng <laughs> sai sai mà thấy đáng yêu làm sao nha bớt giác tôi nghĩ giá mà cháu nó cứ lẻo đẻo sau lưng rồi cả ngày hai đứa cứ quanh quẩn như thế này thì tốt biết mấy nha ngôi nhà đơn chiếc lặng tờ của ông chú hôm nay trở nên ấm áp lạ thường nha lâu lâu bất chợt tôi nghe tiếng cười khanh khách của cô bé khi thì nhảy lại đội hội thoại khá hại trong phim Doraemon trông rất là ngô nghê luôn ánh trăng đẹp quá nhưng không đẹp bằng mắt của cậu trời đất ơi rồi cô bé nó cười như nát nẻ vậy đó Khiến cơ mặt cô chú không thể nào cứng đờ ra được Rồi hai chú cháu đang tình bẫy bình ngồi xem phim thiếu nhi đồ đó Tự nhiên nha, tôi thấy cháu nó cứ cà cà cái má vào vai mình Nghĩ là con bé cũng bật đèn xanh rồi nè Tôi quay mặt sang, đúng lúc con bé cũng vừa ngước lên nhìn tôi Thế là tôi canh đúng góc hung vợ tráng nó cái cháu Cú hồn quá đỉnh, đúng kiểu là băng bi trong bi da đó Cho nên con bé dù rất thích thú, nhưng giọng hờn dỗi trách yêu Chú này, tôi thừa thắng xông lên bảo chứ Chú này chứ còn chú nào nữa Rồi tôi ôm nó siết chặt vào lòng Cảm giác như được yêu lại lần nữa với người nhỏ bé của con bé Được cuộn tròn bởi thân hình lực lượng của tôi Tôi định dán chặt môi tôi lên môi nó Rồi bao diễn cảnh nồng cháy Định hướng sẵn trong đầu Nhưng mà hả chưa kịp thực hành Thì thằng bạn thân chết thì cái đâu lù lù tiếng vào đúng lúc luôn Nó ngạc nhiên bảo chứ Ủa sao cháu đây Chuyện này là sao vậy Hoàng H há hốc ha hốc nhìn một hồi thì cũng ba mặt một lời thì ra bạn tôi cũng cờ cháu nó lâu rồi nhưng mà hẹn đi date mà cháu mới chịu rồi nó bày tôi chơi áp hẹn hò thì tôi quẹt trúng và cháu chịu đi date với tôi thế thôi thế là tôi với thằng bạn ngang nhiên trở thành tình địch của nhau vậy đó hả à. nhưng mà tôi đã bảo nó rồi ê kèo này mày thua chắc rồi cháu nó quấn tao lắm ba coi bộ mày không có cửa đâu con thấy bạn mình đau lòng lắm luôn nhưng kệ mẹ mày mày đau lòng mà đỡ hơn tao đau tim chứ tao mới vật vả sống vậy được giờ thì không thể nào như một cách dễ dàng vậy đâu ba tôi làm vậy là có đúng không mọi người ha